Rằm tháng giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm theo quan niệm của người Việt. Vì vậy, trong ngày rằm tháng giêng bạn cần tránh những điều kiêng kỵ dưới đây để không gặp phải vận hạn đen đủi. Rằm tháng giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, một trong những ngày lễ quan trọng trong phong tục tập quán của người Việt Nam. Lên chùa cúng dâng cúng sao giải hạn là điều mọi người thường làm để mong cầu điều lành, bình an, sức khỏe cho gia đình. Rằm tháng giêng năm nay sẽ rơi vào thứ ba ngày 15 tháng 2 dương lịch. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng chu đáo, trang trọng để dâng lên gia tiên và các vị thần. Cũng trong ngày chính rằm 15 tháng 1 âm lịch, người dân nên tránh làm những việc kiêng kỵ dưới đây để một năm mới bình an và may mắn cho cả gia đình. 1. Kiêng để có tiếng khóc trong nhà. Người xưa thường nói đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng nhằm chỉ sự quan trọng của ngày này. Chính vì vậy, trong ngày này bạn nên kiêng để trẻ con khóc, bởi trẻ con khóc sẽ làm gia đình không may mắn, dễ xảy ra một số việc không mong muốn. Vào ngày này cha mẹ không nên để con cái khóc nhiễu. 2. Kiêng sát sinh. Nếu sát sinh trong ngày rằm tháng giêng sẽ bị suy giảm tài vận, gặp tai nạn, bệnh tật, trong khi các loại thịt như thịt chó, mèo, vịt thường được cho là sẽ mang lại xui xẻo. 3. Không đến nơi nhiều âm khí. Trong ngày rằm tháng giêng bạn nên kiêng đi đến những nơi âm khí nặng như mồ mả, đại hoang vu hoặc bệnh viện, nhất là những người sức khỏe yếu kém sẽ bị vận xui đeo bám. 4. Kiêng quan hệ nam nữ. Trong ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, người phương Đông có quan niệm kiêng khem, tránh việc gần gũi nam nữ. Bởi lẽ, theo quan niệm cổ xưa, việc quan hệ nam nữ vào những ngày này sẽ dẫn đến những điều vận hạn đen đủi, không may mắn, thậm chí là đại hạn. 5. Kiêng không cho mượn tiền. Cho mượn cũng giống như là bạn đang cho đi tài khí của chính mình, tài vận sẽ kém. 6. Kiêng mặc quần áo đen trắng. Trong ngày này bạn nên mặc quần áo màu sắc tươi tắn một chút, nên kiêng mặc đồ màu trắng và màu đen vì hai màu này liên quan đến người đã mất. Người mặc hai màu đen trắng vào ngày này làm việc gì cũng khó thành. 7. Kiêng đổ vỡ đồ đạc. Trong ngày rằm tháng giêng bạn nên tránh đánh vỡ, làm hỏng đồ đạc trong nhà, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc năm tới tài phúc hao tổn, mọi việc diễn ra khó lòng như ý. 8. Kiêng để hết gạo hết lửa trong nhà. Ngày rằm tháng giêng là một ngày đặc biệt trong năm, nên bạn không được để thùng gạo trong nhà lộ đáy. Thùng gạo trống rỗng chẳng khác gì nhà bạn sẽ đói kém. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên để trong nhà hết lửa, bởi lửa tượng trưng cho sự may mắn, hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình bạn. 9. Cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Trong ngày rằm tháng giêng cần đặc biệt lưu ý trong lời nói, tránh đề cập tới chuyện xui xẻo, điềm gở, bởi có thể gặp nhiều điều không may. Nếu nói tục, chửi bậy hay bôi nhọ, xúc phạm người khác sẽ dễ gặp chuyện thị phi, rắc rối. 10. Kiêng không cắt tóc nhổ răng. Người xưa thường nói rằng cái răng cái tóc là gốc con người, nên trong ngày này bạn không nên cắt tóc nhổ răng để bảo vệ sức khỏe của mình. Tuy nhiên, những thông tin trên đều là quan niệm dân gian, được truyền miệng từ đời này qua đời khác nên chỉ mang tính tham khảo. Cuộc sống ra sao là do mỗi người tự quyết định, không phải chỉ phụ thuộc vào vài điều kiêng kỵ ngày rằm tháng giêng. Đừng quên theo dõi kênh Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng để xem thêm nhiều thông tin hữu ích.